tại trạm dừng chân cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây đông đảo thành viên câu lạc bộ Doanh nhân 2030 cùng các đơn vị tài trợ, thành viên đoàn đã tham dự buổi lễ xuất phát chương trình Caravan 2030 lần thứ 31, trao tặng dự án thư viện lần thứ 14 năm 2023 với chủ đề Nậu nhớ nậu thương tiếp nối dự án thư viện hàng năm, ban tổ chức chương trình Caravan 2030 tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiện nguyện đến các em học sinh huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chương trình diễn ra trong 4 ngày 3 đêm, kể từ ngày 3 tháng 8 năm 2023 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023 với cung đường thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Đà Lạt. Chương trình sẽ trao tặng một thư viện 2030 tiên tiến chuẩn quốc gia để trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, cùng 5.000 đầu sách, một thư viện xanh 2030, trang bị cây xanh tạo bóng mát, 440 phần quà và 30 suất học bổng cho các em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên với tổng giá trị cho đi là hơn 2 tỷ đồng. Ban tổ chức của mình đã có một cái chặng uh, thời gian rất là dài để chuẩn bị và ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta bắt đầu xuất phát một cái chặng đường gọi là một cái hành trình caravan 31. Uh, đây là một cái niềm vui của không chỉ ban tổ chức mà tất cả các thành viên đoàn. Ngoài thông điệp nhân văn, chương trình còn mang lại những khoảnh khắc tạo ra thêm nhiều giá trị có ý nghĩa trong và sau hành trình với nhiều hoạt động đồng hành như giao lưu âm nhạc, thi đấu các môn thể thao, các hoạt động kết nối, tham quan thử ngoạn các địa danh trên đường đi